Thưa quý vị, ngày hôm nay 21 tháng 2, Tiêu Chiến được xác nhận sẽ tham dự tuần lễ thời trang Milan 2024 với lời mời từ Gucci và Tod's, hai thương hiệu thời trang hàng đầu quốc tế. Tôi cũng rất vui mừng khi Tiêu Chiến sắp đến Milan. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, khi người phát ngôn thương hiệu toàn cầu Tiêu Chiến được Gucci và Tod's mời tham dự các sự kiện tuần lễ thời trang ở Milan, và chúng ta sẽ được nhìn thấy anh ấy trong những khung cảnh thời trang vinh quang xuất sắc nhất. Ngay sau khi nhận được xác nhận từ phía phòng làm việc Tiêu Chiến, câu lạc bộ người hâm mộ của anh ấy đã đăng một số thông báo nho nhỏ nhằm hướng dẫn người hâm mộ theo đuổi ngôi sao một cách hợp lý nhất. Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã liên tục hỗ trợ và hợp tác tích cực với sự hướng dẫn của chúng tôi. Điều chúng tôi muốn đồng bộ với bạn là chúng tôi đã xác nhận rằng nghệ sĩ của chúng tôi đã nhận được lời mời từ Gucci và Tod's và sẽ đến Milan để tham gia các sự kiện trong tuần lễ thời trang. Dưới đây là một số lưu ý chia sẻ với bạn. 1. Mọi suy nghĩ và phước lành đều quý giá. Đặc biệt cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thông cảm. Chúng tôi vẫn hy vọng được cùng mọi người kiên quyết chống lại những mục đích ích kỷ như bám theo ô tô, máy bay, ngồi xổm và bao vây. Do lịch trình làm việc dày đặc nên nghệ sĩ sẽ qua cửa VIP ra sân bay. Chúng tôi cũng mong các fan trong và ngoài nước sắp xếp thời gian cá nhân, không tham gia đưa đón sân bay và chú ý đảm bảo an toàn. Hãy cùng nhau hợp tác để các nghệ sĩ có nhiều không gian hoạt động. 2. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả bạn bè có thể tuân thủ trật tự và quy định công cộng của khu vực địa phương nơi tổ chức sự kiện, cẩn thận để không cản trở người khác và hãy bảo vệ sự an toàn của chính bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng mong mọi người tránh mọi lời nói, hành động, hình ảnh có thể gây hiểu lầm, không bao giờ tạo cớ cho người khác để truyền bá tư tưởng độc hại hoặc gây chiến và bảo vệ những người chúng ta yêu thương. 3. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong mọi người phải luôn tìm kiếm quan chức, không tin vào các loại thông tin sai lệch hoặc tiết lộ từ các nguồn không xác định, không tham gia thảo luận về những vấn đề không liên quan, bỏ qua sự xúi giục của các bên liên quan, từ chối lăng mạ và tấn công lẫn nhau, giữ thái độ khiêm tốn, tập trung vào công việc kinh doanh của mình, thận trọng trong lời nói và việc làm và phát huy tích cực. Nếu gặp phải nội dung vi phạm, bạn có thể báo cáo bằng email cho nền tảng hoặc studio. Chúng tôi cũng xin chúc tất cả những người bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ may mắn và hạnh phúc. Tiêu Chiến có đội ngũ fan thực sự chất lượng, Tôm Béo thường xuyên cập nhật những thông tin và hướng dẫn cần thiết tới người hâm mộ của Tiêu Chiến. Nhờ sự hướng dẫn chi tiết của Tôm Béo mà người hâm mộ kịp thời nắm bắt thông tin và có hành xử thích hợp nhất. Tiêu Chiến sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Milan, hãy cùng chờ sự xuất hiện của anh ấy nhé!